Dân nhậu nhận ra món này chưa? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đặc sản tỉnh thành thứ 64 của Việt Nam. Có nơi gọi là nem nắm, có nơi gọi là nem bì. Và lần này nó gọi là nem Phùng anh em ạ. Nem thị trấn Phùng, Hà Tây, tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội năm 2008 anh em ạ. Đêm rồi mà còn được combo như này nữa thì thôi, hai lon nữa là anh em ngủ phải ngon đến sáng. Tên quán và giá mình để ở cuối video anh em nhá. Có anh em nào không dám ăn cái hạt này như mình không? Được á. Chúng ta có thể ăn theo một cách truyền thống hơn nữa. Ảo thật đấy. Ăn nem Phùng nhưng mà có lá mơ em ạ. Xà lách, lá mơ, lá đinh lăng, kinh giới. Làm miếng dứa cho thơm con hàu nào. Hai lát củ đậu em ạ. Nem nó bùi bùi ngậy ngậy ấy. Củ đậu nó giòn giòn sật sật. Thơm dứa, thơm rau thơm nữa. Ăn kiểu này ngon anh em ạ, ăn kiểu này 10 điểm đấy. Với mình ý, thì nem Phùng ngon hơn nem nắm bình thường. Anh em có biết tại sao không? Cái sợi nem Phùng nó thái rất là đều, rất là mỏng, rất là bé luôn anh em ạ. Nhai sướng 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 lắm. Không như những nem nắm khác, người ta sẽ thái sợi to hơn. Nhiều khi to bằng đầu đũa ấy. Cảm ơn anh em đã xem, mình là Khánh LD.